một ngày cuối tuần tuyệt vời của bạn sẽ trông như thế nào? Sẽ là một buổi cà phê gặp hội chị em, được tán gẫu đủ chuyện, được cùng nhau mua sắm và cả tận hưởng những thức uống thân yêu thích. Nhưng làm sao để có thể thoải mái vô tư tận hưởng những món ngon mà không hề e dè về cân nặng? Đồ ăn kiêng hút sâu từ Đức chính là giải pháp thay thế đường kính thông thường với mức năng lượng cực thấp, không hương liệu, không chứa thành phần từ động vật. Hút sâu luôn đồng hành cùng sự tự tin của bạn. Hút sâu ngọt khỏe dáng thon.